đầu thì em cũng có coi hình mẹ trên Facebook rồi. Mà em cũng nói trong bụng là nhìn mặt mẹ cũng hơi dữ một xíu. Nhưng mà khi mà chồng em chở về thì vừa bước tới cổng em vừa bước xuống xe là mẹ chạy ra ôm em luôn. Là mẹ kêu trời đất ơi con dâu đẹp quá. Trời ơi. Là mẹ chạy ra ôm thì lúc đó em mới thấy là mẹ rất là gần, rất là dễ gần. Cho nên là về là giao trách nhiệm rồi đó. Nói thôi mẹ hết trách nhiệm đó nha. Kể từ đây là con phải chịu trách nhiệm 50% với chồng con đó. Chứ mẹ là mẹ chỉ còn có 50 thôi. Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Để xem câu chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu ngày hôm nay có điều gì để lại ấn tượng cho ai không. Nhưng thật ra thì Linh rất thích Mẹ Chồng Nàng Dâu ở chỗ là chúng ta lên trao đổi những câu chuyện rất là thật, những góc khuất trong cuộc sống để các cặp mẹ chồng nàng dâu có thể có thêm nhiều kinh nghiệm để xử lý những tình huống. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng là Phạm Thị Tuyết Mai và cô dâu là Quỳnh Như. Chào đón mẹ chồng nàng dâu. Chào cô. Ôi, mẹ chồng trẻ đẹp quá, con dâu là càng xinh đẹp hơn nữa. Con dâu sinh năm mấy? Dạ con sinh năm 2000. 2000. Nhỏ. Trời tự nhiên thấy con già. Tự nhiên số này thấy con già. Ba có chồng rồi, con chín mấy mà con chưa có. Con 95 mà chưa có chồng luôn. Tưởng là con 91 chứ. Chú này 95 mà, mới 95 mà. Ngày hôm nay rất là vui chào đón chị Tuyết Mai cùng với con dâu là Quỳnh Như đến với chương trình. Cái lần đầu tiên mà chị gặp con dâu đó thì chị cảm giác ấn tượng điều gì với con dâu này? Cái lần đầu tiên khi con trai dẫn về nhà thì cái anh nhà mình ảnh cũng còn nhỏ tuổi lắm. Nhưng mà ảnh gặp cái chị này cái ảnh bị tiếng sét cái gì á. Ảnh dẫn về, khi mà dẫn về á thì nhìn chị là xinh đẹp, chịu. Nhưng mà thấy ảnh còn nhỏ quá nên là không biết là ảnh có chọn chuẩn hay không á. Nên là cũng hơi phân vân lo lo một tí. Con trai là 2000. Con trai là 99. 99. Quỳnh Như là 2000. Dạ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc qua vài lần thì thấy tính cách chị cũng chuẩn rồi. Thấy không, xinh đẹp có lợi không con? Chỉ cần xuất hiện thôi mẹ chồng thấy xinh đẹp là được rồi đúng không? Mẹ chồng rất là chuộng cái đẹp nên là cứ thấy con dâu đẹp cái là chịu cái đã rồi. Những cái khoảnh khắc là tìm hiểu sau. Từ từ vậy. Dạ. Nhưng mà rồi mình tiếp xúc vài câu nói chuyện với nhau, cô thấy tính tình của nàng dâu tương lai này như thế nào cô? Sau khi về cưới rồi á thì chị này thật ra thì chị tính chị cũng chuẩn và cũng chín chắn hơn so với tuổi. Không nhìn như không có nghĩ là 2000 đâu nha con. Dạ con nhìn mặt con hơi đứng tuổi. Đúng rồi. Dạ. Tức là trải nghiệm nhiều, tức là cái công việc của con làm gì như? Lúc trước là con phụ mẹ bán vật liệu với lại một phần là con làm bên mảng TikTok. Cái lần đầu tiên mà khi mà Như về ra mắt mẹ chồng tương lai đó. Dạ. Như có ấn tượng điều gì không? Lúc đầu thì em cũng có coi hình mẹ trên Facebook rồi. Mà em cũng nói trong bụng là nhìn mặt mẹ cũng hơi dữ một xíu. Nhưng mà khi mà chồng em chở về thì vừa bước tới cổng em vừa bước xuống xe là mẹ chạy ra ôm em luôn. Là mẹ kêu trời đất ơi con dâu đẹp quá. Trời ơi. Là mẹ chạy ra ôm thì lúc đó em mới thấy là mẹ rất là gần, rất là dễ gần. Dạ. Dạ, không có. Mẹ cũng đẹp mà. Dạ mẹ đẹp. Nói thành ra là hai mẹ con hợp với nhau. Dạ. Là cái đẹp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp và điệu giống nhau. Con gái là phải điệu, đừng có điệu chảy nước quá mệt quá. Mặc điệu điệu chút nha con. Dạ có, con vậy thôi chứ con nhà là con ướt cát luôn. Rồi khi mà về làm dâu là khoảng bao lâu sau cái lần hai mẹ con mình gặp gỡ nhau đó? Em quen được 1-2 tháng là ba mẹ chồng em đã qua dặm ngõ rồi. Dạ. Cho nên là tới cái lúc đám hỏi thì chắc cỡ 3-4 tháng gì đó. Cũng nhanh, cái thời gian diễn ra đám cưới cũng nhanh. Nhưng mà nó nhỏ quá, 2000 về làm dâu làm sao chị? Lúc đó mới ban đầu cũng sợ lắm, anh kia ảnh còn nhỏ lắm, ảnh còn nai lắm, ảnh còn con nít dữ lắm. Cho nên là cũng lo. Nhưng mà thôi chị này chị chín chắn cho nên là về là giao trách nhiệm rồi đó. Nói thôi mẹ hết trách nhiệm đó nha. Kể từ đây là con phải chịu trách nhiệm 50% với chồng con đó. Chứ mẹ là mẹ chỉ còn có 50 thôi. Mẹ chỉ đứng ở đằng sau mẹ đẩy tụi con lên những cái gì cần thôi. Chứ còn mà trách nhiệm để mà quản lý và giám sát chồng con thì bây giờ phải thuộc về con. Làm dâu của chị đó nó có lo lắng gia đình, nó cơm nước vừa giặt vũ gọi là gì, nhà cửa được công gia chánh rồi đó. Tuyệt đối không có luôn. Tại vì khi rước dâu về cưới về là có một sẵn hết rồi. Hai đứa ở riêng quản lý một cái cửa hàng, còn một cái nhà lớn ở bên trong thì ba mẹ ở cũng sát nhau luôn. Nói chung là ở một cái khu, chỉ là ngủ riêng thôi, ngủ riêng nhà ở một cái khu rồi
nó cũng nói với Như vậy đó, con đừng có suy nghĩ là con làm dâu hay là con phải phục vụ mẹ chồng hay là mẹ tự lập hết. Nói ngay từ đầu vậy hả? Nói ngay từ đầu luôn. Hèn chi nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì đâu, nó sướng lắm. Rồi á là khi nào mẹ cần cái gì nhờ tới con thì mẹ sẽ gọi cho con. Về cứ cho làm chủ liền chứ làm dâu gì đâu. Về làm quá chủ liền. Quá sướng luôn. Nhưng mà lâu lâu cô có lén qua nhà của hai bạn cô coi thử coi là sinh hoạt nó có ngăn nắp không cô? Có chứ. Cô thấy sao? Cô quản lý mà. Dạ. Thì cái phần đó thì chắc cũng được 70%. Còn 30 nữa. Nhưng mà là những cái không gian riêng của hai vợ chồng mình á là Như tự sắp xếp, Như dọn dẹp luôn đúng không? Nhạc cũng một phần cũng có chị giúp việc nữa, cho nên em chỉ tập trung vô công việc như là nhiều thôi. Còn việc nhà thì em thỉnh thoảng. Còn lại 30 thì kể có nhiều lúc nó chưa có chuẩn theo ý mình, tại vì mình đã từng trải qua quá nhiều rồi. Dạ. Với lại là cái gì mình cũng đã từng qua rồi, có những cái mà còn lại 30 đó thì mình cứ nghĩ là con nó còn nhỏ, từ từ mình sẽ chỉ thêm và điều chỉnh. Nhưng mà cô có nói cho Như biết 30% đó không? Không. Nói cái này nè ngang con, sáng ra là phải dạy ngang con, sáng ra là con phải như thế này nè ngang con, sáng ra là con phải trang điểm nha con, lên cửa hàng đứng mà chịu không chịu trang điểm. Sáng nào mẹ cũng kêu em trang điểm mà em thì em sáng nào cũng kêu em trang điểm, mặc đồ đẹp lên cho. Mẹ muốn là lúc nào em cũng phải đẹp, cũng phải lúc nào cũng phải xinh đẹp. Lợi thế đó con. Tức có mẹ chồng nào kêu sáng sớm tại con trang điểm đi. Thường là dậy nấu trà nha con. Dậy con nấu cơm, pha trà, cà phê cho ba. Không có lần nào luôn. Ủa nhưng mà làm dâu mấy năm rồi cô làm dâu? Dạ, mới có 4 tháng rồi. 5 tháng rồi, 5 tháng. Mới giờ. Mới chưa có la đó con. Có khi mẹ chồng còn đi mua đồ ăn sáng cho con dâu luôn. Trời ơi sao sướng quá vậy? Như ơi xuống ăn nè con. Vậy là con hạnh phúc lắm á. Dạ. Chứ đợi năm đi, sang năm rồi biết con. Chú này chưa hết hồn rồi. Người ta dặn lúc đầu người ta vậy thôi. Không, tại vì nhà mình kinh doanh á. Dạ. Cho nên là sáng ra là đã có khách rồi đó. Nên là cứ sáng ra nhắc chị con phải dậy sớm, con trang điểm cho bản thân con cho nó hoàn thiện, để khi mình tiếp xúc với khách hàng thì cái thần thái của mình lúc nào cũng hay tươi. Quá. Dạ. Thấy mẹ con không? Mẹ con. Dạ. Đúng là kinh doanh chuẩn đó. Đi đâu mà sáng sớm ta vô mua cửa hàng thấy bà chủ lè nhướng nhướng rồi. Lê thê. Ừ, đúng rồi. Mặt mớ ngủ ghèn không gì kia. Đó là bí quyết kinh doanh đó chị hả? Nhắc hoài luôn riết cho chị nói mẹ này cái gì đó. Sáng ra là cứ nhắc chị là sau nay con không trang điểm. Dạ. Con làm nhẹ nhẹ lên thôi để cho nó thần thái mình nó tươi. Đúng tại rồi vì đó. Mình phục vụ kinh doanh mà. Chị nhắc trang điểm không nhắc cái gì hết hả? Dạ. Mẹ nhắc, lần nào mẹ cũng nhắc, ngày nào mẹ cũng nhắc. Có nhiều khi con cũng hơi khó chịu, tại vì con không thích trang điểm cho lắm. Thì con thấy dậy rồi con phải trang điểm, mà đôi khi con cũng làm cho mẹ vui, son môi một xíu. Dạ. Ý nó làm cho vui thôi đó. Thấy cũng xinh, nhưng mà lười biếng. Nhưng mà theo Như thấy thì mẹ có khó không? Khi mà về ở sống chung rồi mẹ có khó không? Dạ không. Mẹ chỉ nghiêm trong công việc thôi, chứ từ đó, từ cưới tới giờ thì mẹ chưa có la em một câu nào. Chưa la. Dạ chưa la, chưa nói nặng con luôn. Hết năm thì biết chưa con. Chưa có dùng một cái tên gọi mà nào là sao mẹ nói cái đó mày không nghe nữa. Chưa bao giờ. Chỉ có con thôi. Chưa bao giờ có một lần nhưng nào. Nhưng mà thật ra mới có 4 tháng rưỡi thì cũng chưa có vấn đề gì. Chứ con thử con cứ dậy hoài đi. Nhắc nguyên một năm đi ha. Sắm cái roi liền. Đó. Chưa nói hoài cũng bực mình chứ bộ nói năm trời là năm thứ hai là mệt đó nha. Thành ra thôi. Giờ mẹ nhắc gì nhớ nhớ giùm. Nói một lần thôi, nói nhiều lần quá là sống cái roi. Ở nhà thì ba chồng có hay nhắc giống như mẹ chồng không? Dạ không, ba em cũng hiền. Dạ. Và khi 4 tháng mấy năm tháng ở chung với con dâu thì chị có thấy cái điều gì về con dâu mà không hợp với ý mình không? Chưa phát hiện ra điều đó. Tại vì cái quan niệm của em á, mà cưới con dâu về, cái quan niệm đầu tiên á, là nó phải sắc sảo. Yeah. Sắc sảo trong công việc. Và nó phải có một tầm nhìn về, nói chung là hướng về cái vấn đề làm kinh tế và kiếm tiền là cái việc quan trọng nhất. Còn tất cả những cái việc khác thì nó không quan trọng đối với mình. Tại vì có người làm cái phần đó cho mình rồi. Trong công việc thì cũng thấy được cái ban đầu khởi nghiệp của chị bên cái cửa hàng đó là chị làm nói chung là cũng được khoảng 80% so với cái hướng mà mình mong muốn. Có cái chuyện gì con cảm giác là chưa hợp không? Lúc đầu á là mẹ có dặn con là chồng con á là con phải luôn khắt khe với chồng con. Tại vì chồng con hay
hay suy nghĩ phải mua cái này mua cái kia, thì con nên khắt khe về cái vấn đề tiền bạc với chồng con. Khi mà cho chồng con mua cái gì đó là tuyệt đối không được. Nhưng mà đến khi mà chồng con xin con mua cái đó, mua chiếc xe đi, thì con sẽ nói là không có được, anh xin mẹ đi, mẹ cho thì em cho. Tại vì con biết là mẹ sẽ không cho, tại mẹ dặn con như vậy. Nhưng mà không, chồng con gửi cái hình xe qua cho mẹ, cái mẹ con kêu là cũng đẹp đó, chắc xe đó mẹ chạy cũng đẹp á, mua đi. Trời ơi, ủa con, con mới kiểu trời đất ơi, dặn em một đường nhưng mà luôn luôn cưng, rất là cưng chồng em. Rồi sao lúc đó mình nhau mua? Lúc đó cũng bực mẹ chồng ha. Dạ không, con cũng thích nhưng mà con thích con luôn. Cũng thích chiếc xe. Nhưng mà lúc đó có xong cái vụ đó có qua hỏi mẹ, ủa mẹ sao mẹ dặn con là không cho mua mà nhiều mẹ... vụ lắm chị, nhiều vụ như vậy đó. Mà cái anh chồng này á, ảnh xin cái gì là anh xin được ảnh mới thôi. Đúng rồi. Mà mình thì lằng nhằng, mình không chịu thôi, việc việc cho xong đi cho rồi, chứ ảnh lằng nhằng lắm. Thường thì cái chuyện mẹ chồng nàng dâu hay xích mích về cái việc tiền bạc đó, ví dụ như là đi chợ búa tiền điện tiền nước tiền này kia, thì giữa mẹ chồng nàng dâu mình xử lý cái chuyện như thế nào? Dạ rất là rõ ràng, rõ ràng, rất là rõ ràng. Từ đầu luôn là mẹ con có nói với con là sau khi cưới về thì một thời gian sau thì mẹ sẽ coi như thế nào, mẹ sẽ giao tiệm lại cho hai vợ chồng. Mẹ giao nhưng mà mẹ sẽ đứng đằng sau mẹ quản lý. Dạ. Nếu mà được là mẹ sẽ giao đất luôn. Cưới được một tháng mấy, hai tháng là mẹ đã giao đất cho con rồi, là giao đất hoàn toàn luôn. Là trong cái tiệm vàng của nhà con á, thì lời bao nhiêu tháng đó là mẹ không yêu cầu con chia hoặc là cái gì hết, là hai vợ chồng con tự xoay trong cái tiệm luôn. Dạ. Tức là giao tự điều chỉnh, nhiều tự đó, điều chỉnh luôn. Dạ, cho đúng rồi. Cái tiệm đó nhưng mà mẹ đứng đằng sau luôn hỗ trợ con. Thiếu mẹ cũng đưa thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tuyệt vời quá. Mình là một nàng dâu mới nè, cũng còn rất là trẻ nữa, mà về gặp ngay một gia đình quá là gọi là bề thế đi, thì mình có bị đâu đó một chút xíu áp lực nào đó? Dạ có, cũng có một số lời nói em cưới chồng vì tiền. Dạ. Nhưng mà lúc đầu thì em cũng buồn, nhưng mà mẹ cũng an ủi, ý là con em xứng đáng, tại vì chồng em thích em trước mà, chứ không phải là dạ, cho nên mẹ cũng an ủi. Dạ. Vậy là con cũng tự tin về cái khả năng, khả năng của mình. Sau 5 tháng ở chung nhau thì con dâu nó chăm sóc mẹ chồng thế nào? Quà cáp hay là lo lắng gì đó? Quà cáp hả? Ủa có quà cho mẹ? Chắc chưa có rồi ha. Dạ cũng có mà ít. Hôm sinh nhật là có tặng cho mẹ cái gì hả? Cái túi. Cái túi rồi. Nhưng mà ấn tượng nhất này là chắc cách đây khoảng chừng tháng mấy thôi, tự nhiên mình phát hiện ra cái khối u ở đại tràng. Mới ban đầu là cũng sốc lắm, vì bác sĩ chuẩn đoán trong đó là mình bị ca, cho nên là cả nhà đều rất là hoang mang. Đi sinh khiết lại thì là khối u nó chưa đến cái giai đoạn đó, nên bác sĩ là yêu cầu là mình cắt mổ ngay. Thì mình đi cắt mổ thì bé nó cũng nói là mẹ để con đi chăm mẹ, cũng rất cảm động, rất là cảm động. Tại vì mình không có con gái mà xưa giờ là nhiều người lắm cứ tới chị Mai ơi, sao chị không sanh một đứa con gái nữa đi, để mai mốt chị già chị tâm sự chị hù hỉ đâu. Nhưng mà mình vẫn nói với rất nhiều người là mình không cần con trai hay là con gái, con trai có đôi khi còn tốt hơn là con gái. Đi mổ lên thì chị nuôi thì mấy ngày không có gọi đầu được á, nằm ở cái giường bệnh thì chỉ kêu mẹ ơi, mẹ đưa cái đầu ra đây đi, con lấy cái thau nước rồi con gọi đầu cho mẹ. Rất là cảm động và rất là ấn tượng. Thì mình cũng rất cảm động, mình nói như thế không con, người ta nói là phải có con gái để nhờ, để tâm sự, nhưng mà mẹ đâu có cần. Giờ mẹ có con dâu cũng giống y như là con gái thôi. Yeah. Tại vì nó phải yêu thương mình, nó mới làm được cái việc đó cho mình. Còn nếu như nó không có tình cảm hoặc là nó có một cái gì đó, nó có khoảng cách thì nó sẽ không làm cái việc đó cho mẹ chồng được. Là coi như mẹ ruột của mình đúng không? Dạ. Nhưng mà là khoảng thời gian mới quá ngắn thì không biết Như làm cách nào để gỡ bỏ cái rào cản khoảng cách giữa hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu đó. Dạ chắc 1-2 tuần sau là em vô khuôn hết. Cái gì em cần là em nói với mẹ hết, em không có ngại gì hết. Và sẵn sàng đón nhận cái gì mình chưa hoàn thiện từ mẹ chồng. Như thương mẹ Mai nhất điều gì? Dạ con thương mẹ thì mẹ luôn lắng nghe con, ví dụ như con cần gì là con nói với mẹ hết, mẹ luôn hỗ trợ con hết mình. Con có nhớ những gì mà mẹ Mai đã làm cho con mà con cảm thấy xúc động? Con xúc động nhất là ngày hôm đó là sinh nhật con. Nhưng mà con không có nói. Thì hôm đó mẹ có gọi cho con, mẹ kêu là trời đất ơi, hôm nay sinh nhật con hả? Xong mẹ không biết gì hết. Con mới nói dạ đúng rồi. Mẹ mới kêu trời đất ơi, bây giờ con thích cái gì, bây giờ mẹ chuẩn bị quà không kịp, bây giờ con thích cái gì?
bây giờ mà kêu mẹ đi mua mẹ cũng không biết mua cái gì tặng con nữa. Cái con mới kêu là cái gì cũng được hết, cái gì mẹ tặng thì con cũng thích hết. Cái mẹ mới nói là thôi bây giờ con chọn đi, rồi mẹ trả tiền lại cho con cứ chọn món con thích đi. Đó là con cảm thấy mẹ rất là quan tâm con, cho nên con rất là thương. Quan trọng mình sống thế nào để con dâu nó thương, yêu thương mình thôi, chứ mình không ép nó gì điều gì hết. Và chính tình yêu thương của chị dành cho con dâu đó, nó đáp lại giống như một tấm gương vậy đó, nó phản chiếu lại. Đó là cái tình yêu thương thật sự, thấu hiểu nhau giữa mẹ chồng nàng dâu. Nói với Như hoài, nói con là con cố gắng nha, không cần 100% giống như mẹ đó. Con chỉ cần 60-70 là mẹ thấy thỏa mãn rồi, mãn nguyện rồi. Rồi con phải sắc sảo, con phải nhạy bén và con phải tạo cho mình một cái nền, một cái uy tín, một cái thương hiệu để phát triển lên. Mẹ không có mong muốn cái điều đó làm cho mẹ bất cứ một cái gốc nào hết, nhưng mẹ chỉ mong một điều là xã hội người ta sẽ đánh giá và người ta công nhận rằng chị Mai chọn dâu chuẩn là đủ rồi. Dạ. Cái mà cô nói là về cái lĩnh vực kinh doanh thì con thấy là quá đúng luôn. Nhưng mà cô có nghĩ là sau này Như cũng sẽ phải có con thì thời gian đâu dành cho gia đình nhỏ của mình hả cô? Cái đó không có bị áp lực. Con cứ sinh đi, mẹ chăm chứ. Đứa nào cũng vậy hết. Cái anh nó bên Mỹ cũng vậy, con cứ sinh đi rồi mẹ qua mẹ chăm chứ. Vài tháng rồi mẹ về. Rồi chị này cũng vậy thôi, để đó mẹ chăm chứ. Con cứ tập trung lo cái vấn đề kinh doanh. Còn những cái việc khác thì mình điều chỉnh rất là ok, không có vấn đề gì, nó không bị trở ngại. Đúng rồi đó. Vậy thì có áp lực là con mình phải sinh con trai, con gái hay là sinh thế nào không? Không, trai gái cũng được nhưng mà con gái thì thích hơn. Tại mình có hai anh, không có con gái. Vậy có hứa với mẹ chồng? Không, mẹ con nói với con là khi nào cũng được, không có phải áp lực. Mới mấy tháng. Nhưng mà giờ con với chồng con định bàn là mình kiếm tiền trước hay là... Dạ không, con cũng thoải mái lắm, khi nào có thì có. Cho nên là con cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà gặp mẹ. Nhưng mà Như ơi, theo như nãy giờ câu chuyện mà Lộc nghe được á, thì Lộc cảm thấy là mẹ đang muốn Như giống như là cái bản sao của mẹ vậy đó. Thì Như có cảm thấy ở một cái vài cái điểm nào đó mà mình muốn được sống cho chính mình không? Dạ không, tại vì em cũng muốn như vậy luôn. Thật ra cô này giỏi đó, mà mẹ chồng lại muốn con làm chủ luôn, quản lý chồng con luôn. Có đôi lúc cũng nhắc á, vừa nghe con đừng ép quá tội nghiệp con trai mẹ đó. Mẹ con thì dặn con là phải giữ với chồng con à. Nhưng mà con giữ quá thì mẹ con kêu trời ơi mẹ thấy tội nghiệp lắm. Con hiền lại, con đừng có giữ quá. Nàng dâu không áp lực thì chắc chắn ta rất là thoải mái để phát triển bản thân của mình, phát triển về kinh doanh, phát triển về tất cả mọi thứ luôn. Rồi bây giờ thì con trai của chị sẽ vào đây để trò chuyện cùng hai mẹ con. Hai mẹ con coi, mời con trai. Mời đi con trai. Bây giờ nghe câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu thì con thấy như thế nào? Dạ con thấy cũng bình thường. Bình thường hả? Mẹ con binh nàng dâu nhiều quá, cứ bây giờ con bao giờ con ghen về điều đó không? Con cũng hay nói mẹ là không biết ai là con ruột. Thì mẹ cứ tới ôm con thôi, cái ảnh cũng hơi ganh tị. Đúng rồi, ganh tị chứ. Tự nhiên giờ lấy vợ về, cái vợ cho kêu mua xe là mẹ mua, còn con mua xe thì nhiều khi mẹ còn chần chờ nữa đó. Mình thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của gia đình mình như thế nào nè? Tới bây giờ thì mẹ em với lại vợ em cũng không có gọi là không có gì xích mích hết á. Em mong là trong từ đây tới tương lai sau này cũng như vậy. Nên là thấy vậy đó ok. Như giờ chú hỏi thiệt, con sợ mẹ hơn là sợ vợ? Dạ con sợ cả hai. Nói thôi chứ. Ở ngồi đây rồi. Nói vậy thôi chứ mà mẹ nói còn nãy chứ vợ nói là chính là mình phải tự hào điều đó con ạ. Thật ra là cái mối tương quan giữa mẹ chồng nàng dâu càng hạnh phúc thì càng tự hào hơn nữa. Đó là hai người phụ nữ cả cuộc đời của con. Con muốn nói gì với mẹ của con ngày hôm nay? Con muốn cảm ơn mẹ con là cưới vợ cho con. Rồi con dâu có nói gì với ngày mai? Con cũng cảm ơn mẹ nhiều, tại vì đã hỗ trợ hai vợ chồng con hết mình. Gửi gắm gì tới vợ không? Khóc hả? Em hiền bớt. Chú muốn là vợ em la em bớt lại. La nhiều nãy mẹ suối đó. Mẹ suối kìa. Đó. Mẹ có dặn gì con dâu không? Mẹ không có dặn gì con dâu. Trong cuộc sống mà cái khúc nào cần điều chỉnh thì mẹ sẽ điều chỉnh ngay khúc đó. Và sẽ mong rằng con luôn luôn sắc sảo và chuẩn trong cái cuộc sống, tại vì cũng nói với con hoài, mình mới bắt đầu nên là còn rất là dài và
trong cái cuộc sống những cái điều vấp ngã và vướng phải thì không tránh khỏi được. Nó còn nhiều không lắm. Những là một vài lần mà nó hình như là nó cái chuyện đó nó truyền miên luôn cả cuộc đời luôn. Ngày hôm nay mình gặp cái trở ngại này, ngày mai nó không lặp lại cái trở ngại đó, nó sẽ là cái khác. Tuyệt vời, chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như vậy. Chúc cái mối đương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bền chặt, luôn luôn thấu hiểu nhau và yêu thương nhau suốt cuộc đời này. Xin được cảm ơn cả nhà mình đã cùng tham gia Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Tạm biệt.